Thưa quý vị, chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yên. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề Đà Nẵng Nhịp cầu châu Á sẽ diễn ra từ ngày 9 cho đến ngày 13 tháng 5 với nhiều hoạt động sự kiện nổi bật. Trong đó, lễ khai mạc với chủ đề Mang Đà Nẵng đến châu Á và Mang châu Á đến Đà Nẵng diễn ra vào tối mai ngày 9 tháng 5 và lễ bế mạc trao giải được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Việt Nam VTV và tiếp sóng đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng. Chương trình chiếu phim giao lưu nghệ sĩ nổi tiếng với khán giả, các hội thảo workshop ươm mầm tài năng, chương trình tham quan danh thắng Đà Nẵng. Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yên, trưởng ban tổ chức liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023 cho biết, liên hoan phim là sự kiện quốc tế trên lĩnh vực điện ảnh, tạo cơ hội để trao đổi xúc tiến và tạo sự kết nối trong tương lai cho nền điện ảnh Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, đồng thời phục vụ cho công chúng yêu thích môn nghệ thuật thứ bảy.